Kênh YouTube Bonsai Lan Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Quay trở lại với clip buổi trưa hôm nay ngày 1 tháng 8, kênh giao lưu đa dạng mặt hàng đồ xưa cũ, đồ gốm, đồ đồng cũng như đồ sưu tầm phong thủy với bà con của mình nha. Xin chào anh ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lan Nguyên. Hôm nay thì cũng xin giới thiệu bà con mình một số món đồ nha, gồm có đồ gỗ, đồ đồng và đồ gốm xưa cũ để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại của em 0772877278 nha. Thì bên em chuyên về giao lưu cho bà con của mình giá sỉ giá lẻ luôn nha, những cái đồ xưa cũ nha bà con. Đó, bà con mình có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em 0772877278 nha. Nếu bà con mình có cần những mặt hàng gì thì cứ liên hệ bên em, chúng em sẽ tìm cho bà con của mình luôn nha. Và hôm nay em xin giới thiệu cho bà con của mình, đây là một cái cây tủ rất là đẹp nha bà con. Cây tủ này là tủ xưa đó, cây này là tức là bà con của mình xem đây là được chạm tay hết luôn, hoàn toàn nha. Thì cái cây này á, em đã xả là toàn bộ hết rồi. Đây là cái quanh thịt, quanh cổ tự nhiên luôn đó, bà con mình xem và đánh giá được sản phẩm nha. Nói chung cái này cũng rất là lớn và nặng nha bà con đó. Tức là như là quan trạng về làng đó nha đó, bà con mình xem tích rất là hay nha. Hàng là bao chuẩn, bà con mình là đục tay hết đó, bà con mình xem rất là đẹp đó. Quanh gỗ được xả tự nhiên toàn bộ. Còn bà con của mình nó muốn khi mà muốn đi vô lại em sẽ sơn cho bà con của mình luôn đó. Về em chưa cái kiến này thì em chưa có thay luôn đó nha bà con, thì theo thời gian nên kiến nó cũ quá rồi em lột nó ra luôn rồi đó. Nếu bà con mình có nhu cầu thì em sẽ thay cho bà con của mình toàn bộ hết đó. Bà con mình xem quanh gỗ đều là thịt tự nhiên đó, con mình xem giùm em nha. Đây để em đo và báo thông số cho bà con của mình luôn. Tủ thì có cái chiều cao nha, chiều cao tới cái đỉnh mão luôn, là nó tới là 2m45. 2m45 là tổng cái chiều cao nha bà con. Đó, bà con mình xem cây này người ta đục tay rất là đẹp, tinh vi lắm nha. Cái chiều rộng ra của cái tủ như thế này, chiều rộng nhất là 1m33. Có chiều dài nha bà con, chiều dài 1m33. Còn cái chiều rộng nha, em đo hạo luôn cho bà con của mình luôn là khoảng 42 đi. Nó rất là dày dặn và cứng cáp. Đó, cái này thì quăng gỗ bà con mình biết rồi nha. Còn đây là tích giống như là ngư ông đắc lợi nha bà con. Đó, đây cũng là một cái hộp tủ luôn á, cây quăng gỗ đây bà con mình xem giùm em. Đó. Đó, ra mọc tự nhiên luôn đó nha. Mọc tự nhiên cho bà con của mình. Đó. Cái này thì em xả ra cho bà con mình về nhìn dễ hình dung được nha. Cái thịt gỗ và chất lượng. Nó còn bà con mình muốn ship, muốn đánh bóng lên thì em sẽ phủ bóng vô cho bà con của mình luôn. Bà con mình xem rất là đẹp. Hoặc là mình để như thế này, mình xài thì lâu ngày nó sẽ lên nước thì rất đẹp nữa nha. Thường là đa số người ta xài thiên nhiên thôi nha. Đây bà con mình xem rất đẹp. Cái này nói chung là làm cũng rất là tinh vi và cũng rất là kỳ công nha bà con. Đây, ta chạm cái tích đây. Đó, cái mặt này người ta chạm luôn tích nổi hết trơn nha. Đục tay hết đây bà con mình xem đây. Đó. Đó. Rất đẹp nha bà con. Đây là một cánh hộp tủ bên hông nha. Rất là dày dặn và cứng cáp nha. Đây, cũng rất là nặng. Cái này là từ 5-6 người trở lên khiêng mới nổi nha bà con. Những vị trí nào bà con mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo thêm bên em. Em sẽ chụp hình đầy đủ cho bà con của mình xem thêm cho bà con mình nhìn kỹ hơn chất lượng sản phẩm nữa nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Cây này thì em giao lưu cho bà con của mình với giá là 53 triệu nha. Em bao ship bà con của mình nha là 300 km. Đó, 300 km nha. Còn nếu bà con của mình ở xa thì hỗ trợ với ship tiếp bên em sẽ ship cho bà con của mình đi 1.000, 2.000, 3.000 km luôn. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp nha. Đó, hàng thì bao chuẩn, bà con của mình lành tích liền vàng. Đó, khi đi em cũng sẽ gắn cái kính này cho bà con của mình luôn. Đó, gắn kính khác cho bà con của mình nha. Và đến với tiếp theo là mã số 2L. Đây một cái bộ tranh tích sơn thủy. Hàng này là hàng tàu, hàng gốm sứ nha. Đó, khung là khung gỗ, hàng vẽ tay và vuốt tay bà con mình xem. Không chê chỗ nào luôn. Đó, chiều cao này em đo là khoảng là 1m2 nha. Cho mỗi một bức, gần có 4 bức nha. Cái đường kính ngang mỗi một bức là 36. Ở ngoài là rộng, lộng rất là đẹp nha. Đó, sơn thủy. Tích này cũng tượng trưng cho là thiên hạ thái bình nha bà con. Nó non nước non sông rất là đẹp và ý nghĩa. Đó, bà con mình xem vẽ những cái đường mực nhìn rất là hồn luôn nha, không chê vào chỗ nào luôn nha. Đó, hàng bao chuẩn lành tích cho bà con của mình. Hàng này là hàng tàu cũ thôi nha bà con. Đó, xem giùm em nha, mặt sau lưng đây. Đó, cái này thì em chưa có lau bụi bặm nha. Đó, qua thời gian 5 tháng. Bộ này thì em giao lưu bà con mình giá là 5 triệu đồng bao ship toàn quốc nha. 5 triệu đồng. Nó gồm có 4 tấm rất là lớn nha, 4 cái móc về bà con mình treo lên tường luôn. Và mã tiếp theo số 3L. Đây là một cái tấm bộ tranh là Lý Ngư Vọng Nguyệt.
hai con cá chép nha. Đặc biệt á, chanh này người ta chạm nổi, chạm là gỗ liền khói đục nổi lên đó, bà con mình xem cũng rất là tinh vi nha, rất là đẹp đó, ánh trăng đó, lý ngư vọng nguyệt nha bà con. Những cái vây cá này người ta được cẳng ốc hết trơn luôn toàn bộ. Với cái chiều cao của một tấm như thế này em đo là 1 mét đó. Cái chiều ngang này em đo là tầm khoảng là 30, chiều rộng chỗ rộng nhất đó. Hai con cá chép bà con mình xem rất đẹp nha, cá dưới ánh trăng. Đặc biệt gỗ này là gỗ vỏ liền khói nha bà con đó. Bà con mình xem giùm em mặt sau lưng đây, nó quăng gỗ đây nha, không hề chơi chỗ nào luôn bà con xem đó. Đôi này về bà con mình trưng bày thì rất là tuyệt vời nha. Về mình chỉ cần mình làm móc một trang tường thôi, cái này về chỉ cần lau chùi sạch sẽ là sử dụng thôi nha, không cần làm gì thêm nữa. Bộ này em giao lưu bà con của mình với giá là 9 triệu đồng, anh em bao ship bà con của mình luôn 9 triệu đồng nha. Và mã tiếp theo số 4L, đây một cái bộ đại tự nha, một bộ này là câu đối cho bà con của mình xem, rất là đẹp, tích chim hoa, chim hoa nha. Cái này là gỗ gõ liền khối hai miếng sao bà con mình xem gác lại thành đó, tích chim hoa đây. Chiều cao mỗi một bức em đo là tổng thể nha là 2m15, 2m15 nha bà con đó. Còn chiều ngang mỗi một bức em đo là nó 25, nó hai tấm nhập lại là 50 nha. Cái này rất là dày, nó tới 3 phân rưỡi, là gỗ là tới 3 phân rưỡi là nha bà con đó. Gỗ nguyên khối cẳng ốc 7 màu lóng lánh cho bà con của mình hàng sưu tầm, tuổi đời từ 30-40 năm đó. Bà con mình xem giùm em, nó hàng thì chuẩn làm tích và liền lạc, bên trên và bên dưới là tích tứ bình nha bà con đó. Rồi những vị trí đặc điểm nào bà con mình không gõ thì cứ kết bạn Zalo bên em sẽ quay cho bà con mình xem trực tiếp và gửi hình trực tiếp cho bà con mình dễ dàng hơn, hoặc là bà con của mình có thể đến tận nơi để mà xem nha. Của em là khu vực Thái Hòa, phường Thang, quận Trung Môn, thành phố Cần Thơ đó. Thì bộ này em giao lưu bà con mình giá là 14 triệu nha, 14 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Nó một bộ duy nhất thôi nha bà con, rất là đẹp luôn. Và đến với mã tiếp theo số 5L, em có là hai cái ghế ghẻ quạt nha, 5L. Đây một cặp ghế ghẻ quạt cẳng ốc là tích tích là những cái dây nho. Đó bà con mình xem ốc màu lóng lánh luôn nha. Đó cẳng chân và cẳng bi tới dưới luôn. Chiều cao của cái ghế này em đo là 1 mét. Chiều ngang chỗ cái dựa lưng rộng nhất đó là khoảng 46 nha. Còn cái vị trí ngồi rộng là 53, còn cái chiều ra là khoảng 42. Hàng bao chuẩn làm tích liền lạc, chất liệu là gỗ gõ. Đó bà con mình xem giùm em, không hề lỗi lầm nha, bao làm tích liền lạc. Đây, gỗ đâu con mình xem nha. Đó, gỗ gõ nha bà con. Đó. Cái này về bà con mình kết hợp với những cái bàn của mình á, bàn gọn gọn á, mình để vào vị trí thì rất là hợp nha. Cặp này em giao lưu cho bà con mình giá 13 triệu. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Bà con của mình đó, nếu mà có nhu cầu về bên sỉ thì liên hệ qua số điện thoại bên em 0772 8772 78 nha. Em để cái giá yêu thương cho bà con của mình luôn đó, trên toàn quốc luôn nha. Và mã tiếp theo 6L là một cặp đôn. Nó đôn này cũng là gỗ gõ nha, được chạm hoa văn chi tiết hết trơn luôn nha bà con. Xem đây rất là đẹp, đôn 2 tầng, mặt bên dưới là hai cái đồng tiền nha bà con. Đôn này rất là lớn nha, cho bà con mình về kê đồ, chưng đồ. Với chiều cao thì em đo là khoảng 85 luôn nha. Đường kính mặt đôn này là 44. Nó rất là nặng nha bà con. Mặt là mặt đá nha. Đó, mặt đá tàu cho bà con mình xem. Đôn này nói chung rất nặng nha, đóng đi cũng rất là kỳ công. Đó, cái chiều dày của cái chân đế này tới dày tới 5 phân luôn nha. Đây, hàng chuẩn lành tích liền lạc hết cho bà con của mình. Người ta chạm xuống tới chân là một hình chiếc lá luôn đó nha. Đó, mặt dưới đồng tiền rất là đẹp. Đây, rất nặng nha bà con. Cặp đôn này giá giao lưu bà con mình 12 triệu nha, 12 triệu đồng. Bao ship toàn quốc, bao bà con mình kiểm tra hàng nha, lành tích liền lạc cho bà con của mình nhận nha. Rồi mã tiếp theo số 17, những mặt hàng này ship đi rất là cồng kềnh và phí ship cũng rất là cao nha bà con. Mã số này là số 7L nha, một cặp đôn vuông. Với chiều cao đôn này em đo là khoảng 85. Đường kính mặt đôn như thế này là nó 37. Nó tầm 36 37 nha. Mặt thì mặt đá cho bà con mình xem luôn. Đó, rất là dày dặn và cứng cáp, cũng rất là nặng luôn. Chân đây bà con mình xem. Đó. Bà con mình khi nhận sản phẩm về thì bà con mình có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm nha. Đây bà con mình xem giùm em. Đó, không hề lỗi lầm gì nha, mình có thể chân được hai tầng trên và dưới luôn. Cặp này giá giao lưu bà con mình là 11 triệu nha. 11 triệu bao ship toàn quốc bà con của mình, bao kiểm tra hàng. Và mã kế tiếp số 8L là một cái này là một cái kệ tam sơn. Đó, dành cho bà con của mình trưng bày ha. Mình con mình có ba ông là phước lộc thọ nha, mình kê mình chân lên cũng rất là đẹp nha. Chất liệu cũng là gỗ gõ hết luôn nha bà con. Chiều cao để em đo là 22, chiều dài là 60 nha, còn chiều rộng ra là khoảng 17.
được chạm hoa văn chi tiết đây, bà con mình xem chạm đục nổi nha. Đó. Hàng lành tích liền lạc bao chuẩn bà con mình nha. Hàng này nói chung tuổi đời cũng tầm từ 2-30 năm thôi nha bà con, có sao thì báo bà con mình vậy nha. Đó, cái kệ này em giao lưu bà con mình giá là 2.300.000 thôi. Đây bao ship cho con của mình luôn, 2.300.000 đồng nha. Bao lành tích và liền lạc. Để mình chăm. Rồi mã tiếp theo số 8L. Ủa số 9L nha bà con. Đây em có một cái bức tranh tích chim hoa. Đó, bà con mình xem phú quý cát tường nha, rất là đẹp, được cẳng ngóc rồi bà con mình xem Singapore 7 màu lóng lắm nha. Gỗ đặc biệt này là gỗ gõ, bên trong là liền khối nha bà con. Tranh có chiều cao em đo là 42. Còn cái chiều dài ra của bức tranh tổng luôn là nó 92 nha. Đó, còn cái khung là khung gỗ là khoảng gần dày gần 3 phân. Đó bà con mình xem phú quý cát tường những cái đóa hoa đây, cái này chưa có lau chùi vệ sinh lên nha, cho nên nó còn đóng bụi. Nó rất là đẹp, lành tích liền lạc, ốc là khỏi chê chỗ nào luôn nha. Đây về bà con mình có cái móc mình treo lên tường thôi. Đặc biệt cái khung này người ta cũng chạm hết luôn nha bà con, chạm hoa văn hết nha. Ở mặt gỗ sau lưng đây bà con mình xem. Nó gỗ gõ liền khối nha. Giao lưu bà con mình bức tranh này với giá là 6 triệu nha bà con, 6 triệu đồng. Bao gồm cái ship cho bà con của mình rồi nha. Rồi đến với mã tiếp theo. Đây là mã số 10L, một cái tấm dĩa tranh gỗ gõ liền khối. Đó bà con mình xem tích này là thuận bờm xuôi gió nha, cẳng ngóc 7 màu luôn nha bà con. Đây, dĩa này có cái đường kính em đo là tầm 40 nha, với chiều cao này em đo là khoảng 48, bao gồm khung đế luôn nha bà con, bao gồm khung luôn. Đó, bao gồm cái đế với bên dưới luôn nha, chạm bà con mình xem giống như là một cái cây tre, mắc tre gì đó nha. Đây, hàng không hề lỗi lầm. Đó bà con mình xem mặt sau lưng đây, rất là đẹp nha. Đó, em có hai mẫu nha. Đó bà con mình xem hai mẫu rất là đẹp. Bà con mình đừng muốn nào thì cứ liên hệ bên em. Một cái là 4 triệu nha bà con, kích thước đều như nhau. Một cái là 4 triệu đồng, còn bên đây là tích chim hoa. Chim hoa nha bà con mình, nhìn ốc, cái màu ốc bà con mình đánh giá được sản phẩm. Đó, rất là đẹp, 4 triệu đồng cho một mẫu. Đó, bà con mình cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em, bao bà con mình là hàng lành tích và liền lạc hết. Rồi. Và đến với mã tiếp theo số 12L, em có một cặp bình hoa. Bình hoa này là hàng gốm chu đậu nha, tích long ảnh. Đó bà con mình xem rất là đẹp, đặc biệt cái đôi bình này á thì vẽ là gồng phun nước các bà con mình xem đây. Nhìn rất là hồn, hàng gốm chu đậu, hàng gốm chu đậu xưa. Đó cái này thì người ta cũng đã leo thời gian 5 tháng rồi. Với cái chiều cao này em đo là khoảng 58 nha, đường kính miệng này là 18 thôi. Và hoành bụng bình là 79. Đó bà con mình xem. Đây. Bà con mình xem giùm em cái này là theo thời gian hoặc là cái lỗi lò ngày xưa đó, bà con mình xem giùm em nha. Cái này là lỗi lò thôi nha. Đó. Theo thời gian 5 tháng đó nha bà con, xem giùm em. Đây rất là đẹp, có sao thì báo bà con mình vậy nha. Nói chung cặp bình này thì tuổi đời cũng rất là già, bà con mình xem dầm cái nước mang gớm nó lên đó nha. Nó lên cớm luôn đó nha bà con, trong đế đây. Nhưng mà hàng thì nói chung thì lành tích cho bà con của mình, cứ yên tâm. Cặp này em giao lưu cho bà con của mình với giá là 4.200.000 thôi nha. Quay cho nó đang đói cho 4.200.000 đồng bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, bà con của mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Đó, một cặp lành tích nha, rất là già. Và mã kế tiếp số 13L, đây là một cặp ché tàu. Đây ché tàu gồng nha, gồng xanh rất là đẹp luôn. Nó được vẽ màu khắc nổi luôn nha bà con. Đây bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Chiều cao như thế này em đo là khoảng 67 lần nha. Hoành bụng này là nó 115. Đây hàng cho bà con của mình xem, khắc nổi vẽ nổi, lành tích liền lạc hết. Đó bà con mình xem giùm em, rất là đẹp, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Đây nắp đây bà con mình xem nha, không hề lỗi lầm chỗ nào nha. Đó, lành tích liền lạc hết. Đây, rất là nặng nha, một cái bình như thế này rất là nặng nha bà con. Em cộng lên là quằn tay đó nha. Đây. Đó, gồng xanh cho bà con của mình nha. Chôn đế đây. Đó, đôi ché này nói chung là tuổi đời là từ 30-40 năm trở lên chứ không dưới nha bà con. Đó, giao luôn cho bà con của mình một cặp như thế này. Giá là 8 triệu nha. Hàng này nói chung đóng thùng đi rất là nặng nha bà con, cũng rất là lớn. 8 triệu đồng bên em bao ship cho bà con của mình luôn rồi nha. Bao bà con của mình là hàng lành tích và liền lạc luôn nha. Ché rất là to, nó bà con mình hãy hình dung ra được. Rồi, mã tiếp theo số 14 này là một cặp ché vẽ tích người, cũng là hàng tàu cũ nha. Đây vẽ tích người bà con mình xem giùm em. Chiều cao này em đo là khoảng 45 và hoành bụng này là 86 nha bà con. Đó, hàng không hề lỗi lầm chỗ nào nha. Đó, cái nào có lỗi thì em sẽ báo trước cho bà con của mình yên tâm. Đây, bà mình xem giùm em, rất là đẹp nha. Đó, chôn mọc 6 chữ tàu. Đây, bà con mình xem rất đẹp luôn.
Đó, cặp này nói chung là hôm nay em sale cho bà con của mình luôn, giá hữu nghị luôn. Đây là 3.200.000 thôi một cặp ché như thế này. Hàng ché tàu mà khắc nổi vẽ nổi như thế này, vẽ màu thì giá trị rất là cao, con mình cũng biết nha. Nhưng cái giá này là giá ưu đãi cho bà con của mình luôn rồi nha, 3.200.000. Và mã tiếp theo số 15L là một cặp bình hoa vẽ tích người. Đó, bình này vẽ bình lớn nha bà con. Đây hai bên này người ta cũng đã đắp nổi lên luôn nha. Với chiều cao này em đo là khoảng 60, đường kính miệng khủ bì là 21 nha, và hoành bụng bình này là 80. Ở hàng làm tích liền lạc, đặc biệt cái hàng này thì bà con của mình biết hàng tàu cũ cho nên chưa có vệ sinh sạch sẽ lại. Về bà con của mình dùng chanh mình đánh tẩy ra thôi, bao đẹp bà con của mình luôn nha. Ở hàng không hề lỗi lầm chỗ nào, chôn đế 16 chữ nha. Đây, một cặp lành lặn cho bà con của mình luôn. Đó. Đôi này giá giao lưu bà con của mình là 4.500.000 nha. Cặp này nói chung ship đi rất là cao nha bà con, vì nó cao 60 lần. Em phải đóng cái thùng rất là lớn cho bà con của mình, rất là kỹ lưỡng nha, 4.500.000 đồng một cặp. Và mã tiếp theo số 16L. Đây một cái bình vôi. Bình vôi này là 5 con lăn. Con mình xem bình vôi là gốm chu đậu cũ nha. Chiều cao em đo là khoảng 31, chiều ngang này là 24, và hoành bụng bình là 67. Đây hàng thì chuẩn lành tích cho bà con của mình, tuy theo thời gian 5 tháng nha. Chôn đế đâu con mình xem dùm em. Giá là 1.500.000 đồng nha, 1.500.000. Rồi mã tiếp theo số 17L. Đây một cái bình phượng hàng vẽ màu. Đó bà con mình xem dùm em, rất là đẹp nha, hàng không hề lỗi lầm nha bà con. Đây, với chiều cao này em đo là khoảng 47, chiều cao 47 nha, hoành bụng này là 100. Đó, con mình xem hàng là hàng tàu cũ vẽ tay nha. Đây, bình rất là đẹp nha bà con, bình này là trên 5 lít nước luôn. Đó, vẽ hoa văn bà con mình xem, hình chú chim phượng nha, làm tích liền lạc. Giao lưu bà con mình là 2.700.000 thôi nha, 2.700.000 đồng. À, những vị trí nào bà con mình xem không rõ không kỹ thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em 0772 8777 278, để em hướng dẫn cho bà con mình đầy đủ hơn. Và đến với mã số 18, em có một cái là phích nha. Cái này nói chung là hàng cổ rồi, hàng quá xưa luôn rồi nha bà con. Hàng này nói chung là hàng của tàu nhưng mà tuổi đời rất là già. Chiều cao này em đo là khoảng 39 nha, hoành là 40 thôi, cho bà con của mình sưu tầm thôi, chứ hàng này nói chung bây giờ cũng không có ai xài. Thì cái này nói chung là đây bà con mình xem, có một mặt logo đây, hàng tàu xưa đó nha, chỉnh tàu xưa bà con mình này bằng nhôm. Đó, giá là 700.000 thôi nha, 700.000 đồng. Đó, nhưng mà hàng thì lành lặn hết cho bà con của mình yên tâm. Rồi đến với mã tiếp theo là số 19, em có một tác phẩm, đây là một cái kiếm, hàng này phong thủy nha, đặc biệt nó làm bằng cái vỏ bằng sừng, em không biết sừng gì luôn. Nói chung hàng xưa em gặp em sưu tầm thôi. Đó, cái cán thì có một cái đồng tiền xưa nữa nha. Đó, còn gỗ bên trong thì làm bánh trơ, bên trong thì nó làm bằng kim loại thôi nha. Đây, chiều dài này em đo là khoảng 71, chiều dày này khoảng 8 phân, chạng bằng sừng phong thủy nha. Hàng này nói chung là cũng mấy chục năm chứ không dưới. Đây bà con mình xem, nó không có bán đâu nha, nó lục trầm nè. Đó, chạng bằng kim loại thôi. Đó, giá là 2.500.000 nha bà con, 2.500.000. Đó, bao cho bà con của mình là hàng xưa nha. Và đến với mã số 20 anh L, đây là một cái chuông. Đó, một cái chuông gồng chất liệu là bằng đồng, với chiều cao em đo là khoảng 11, đường kính miệng 15, và hoành bụng bình này 47. Chuông này bà con mình xem đây, gồng người ta làm nổi hoa văn rất là đẹp nha bà con. Đó, sông Long Trọng Nguyệt đây, rất đẹp. Đó, giá giao lưu bà con mình cái chuông này là 1.600.000 nha, 1.600.000. Mã tiếp theo số 21, đây là một cái tác phẩm bộ sưu tập 12 con giáp. Đó, cho bà con của mình sưu tầm nha. Đây 12 con giáp nha bà con. Đó, bộ ấm chén 12 con giáp và một cái ấm hình con gồng. Đó, về bà con của mình làm quà cáp tặng người cao tuổi nha. Cái này là bằng gốm sứ rất là tốt luôn. Đó, hàng này là hàng gần đây nha, có sao thì em báo bà con mình vậy, cái nào xưa thì em sẽ báo bà con của mình xưa nha. Bộ này 12 con giáp nha. Đây nhà cái ấm bà con mình xem. Đó, gốm sứ rất là tốt, rất là đẹp luôn nha bà con. Đó, mình dùng làm quà cáp mình tặng cho những người bạn thân của mình nha. Đó, một bộ như thế này là giá 2.000.000 đồng, bên em bao ship bà con của mình luôn rồi nha, bao gồm cái hộp này cho bà con của mình luôn. Mã tiếp theo số 22, em có một cái mâm đồng dập nổi, tích này là tứ linh nha bà con, long lăng quy phụng. Bà con mình xem xung quanh này là 12 con giáp, đường kính mâm là khoảng 52 thôi, cái này nặng tầm 1.2 kg nha. Đó, mâm đồng dập nổi treo tường. Đó, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp nha, mặt sau lưng đây. Giá giao lưu cho bà con mình chiếc mâm này là 800.000, bên em bao ship bà con của mình luôn, 800.000 đồng. Mã kế tiếp số 23 là một cái cồng chiên Tây Nguyên ngũ phúc, 5 con dơi nha. Đường kính cồng chiên này là khoảng 45, cái chiều dày là tầm 7 phân nha, nặng là trên 3 kg, chất liệu là bằng đồng. Đó, đồng này là đồng Tây Nguyên xưa. Đó, bà con mình xem, mình về mình trưng thì con rất là đẹp nha, nặng trên 3 kg lận. Đây, rất là quen.
Về mình dùng chanh và muối mình đánh bóng lên thôi là rất là đẹp nha bà con. Lên màu đồng thì em bao đẹp cho bà con của mình luôn. Đó, nếu mà không lên đồng chú Hoàng về cho em không tốn 1.000 đồng cái ship nào luôn. Giá là 2.800.000 nha, nặng là 3 kg. 2.800.000 đồng. Mã kế tiếp số 24 là tác phẩm cuối clip hôm nay. Đây là một cái bàn là con gà 24 lỗ, mỗi bên là 12 lỗ nha. Đây hai bên hai gà nổi đây. Em đừng gà đấy nha bà con. Đặc biệt này là đồng nguyên khối nha. Chiều cao em đo là khoảng 23 thôi. Hoành đế là khoảng 66. Hàng này nói chung vẫn xài được bình thường, bảo đảm bà con của mình tuổi đời từ 20 năm trở lên. Đó bà con mình xem đây nha. Đó, này nó quá còn đóng bụi bặm thôi nha. Đó, có cái lược bên trong. Đây, rất là dày dặn và cứng cáp nha bà con, vẫn xài được ok luôn. Nó đồng nguyên khối. Đây, con mình xem giùm em. Đó, những cái nào bà con mình không gõ thì kết bạn Zalo thêm giùm em nha, để em có thể mà phục vụ cho bà con mình đầy đủ chi tiết hơn. Nặng trên 7 kg tính 7 kg thôi nha. Giá Zalo bà con mình là 2.600.000 đồng bao ship toàn quốc bà con của mình. Và cuối clip hôm nay con Sai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh. Mọi chi tiết bà con mình liên hệ qua số điện thoại 0728 7278 để được tư vấn đầy đủ chi tiết cho những mặt hàng và bà con của mình muốn cần những gì nha. Em xin kính chào, hẹn gặp lại. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em. Rất mong được sự ủng hộ của quý bà con trong clip này nhé. Các bà con theo dõi kênh, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ để tạo động lực cho chúng em làm những clip tiếp theo nhé bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.